Đầu tiên, cô Vi sẽ lấy một tờ giấy. Cô Vi chọn tờ giấy màu xanh. Gấp chéo tờ giấy lại sao cho hai mép giấy trùng với nhau. Và dùng tay miết nhẹ. Dùng kéo cắt bỏ phần giấy thừa. Cô Vi đặt tờ giấy hình tam giác nằm ngang. Góc nhọn ở giữa, cô Vi gấp hướng lên trên và dùng tay miết. Sau đó, cô mở giấy ra. Cô được một nếp gấp, hai nếp gấp và ba nếp gấp. Cô dùng kéo cắt theo đường nếp gấp ở giữa. Cô đã được hai hình tam giác rồi này các bạn. Cô Vi sử dụng một tờ giấy hình tam giác và dùng góc nhọn ở giữa gấp theo đường nếp gấp hồi nãy, gấp hướng lên trên và dùng tay miết. Cô sử dụng một tờ giấy dùng viết và thước kẻ đặt nằm ngang và kẻ một đường thẳng. Cô dùng kéo cắt theo đường thẳng như thế này nè các bạn. Cô đã được một cái vòi của chú voi. Sau đó cô dùng một ít keo hai mặt để dán vòi của chú voi lại. Thêm một ít keo hai mặt nữa để dán ống hút lại. Như thế này này. Sau đó, cô sử dụng tờ giấy hình tam giác còn lại và dùng góc nhọn ở giữa gấp theo đường nếp gấp hồi nãy, gấp hướng lên trên và dùng hồ dán bôi đều bề mặt giấy. Sau khi bôi đều tờ giấy, cô sẽ dán hai tờ giấy lại với nhau. Các bạn nhớ canh cho đều nhé. Và dùng tay để vuốt. Như thế này này. Sau đó, cô sẽ gấp hai góc nhọn ở hai bên sao cho hai cạnh mép trùng với nhau và dùng tay miết. Bên đây cô làm tương tự. Như thế này, cô dùng một tờ giấy để vẽ mắt. Và ngà của chú voi. Sau khi vẽ xong,
Cô Vi dùng kéo để cắt ngà và mắt của chú voi ra. Sau khi cắt xong, cô Vi sẽ dùng hồ dán để dán mắt và ngà của chú voi lại. Sau khi dán mắt và ngà, cô dùng viết cuộn vòi voi lại. Các bạn có thể nhờ ba mẹ của mình cuộn vòi voi lại giúp các bạn nha. Các bạn ơi, cô Vi đã làm xong chú voi ngộ nghĩnh rồi này. Các bạn có thấy dễ thương không? Vậy thì các bạn ở nhà cùng với ba mẹ mình cùng thực hiện làm chú voi ngộ nghĩnh giống như cô Vi nhé. Cô Vi chúc các bạn làm thành công. Cô Vi chào các bạn.